Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel Petite Mèo Beauty. Video ngày hôm nay Trinh sẽ mang đến cho các bạn một kiểu makeup tutorial có tên gọi là No Makeup Makeup Look. Dịch nôm na ra có nghĩa là kiểu trang điểm makeup mà nhìn như chẳng makeup gì cả. Kiểu trang điểm này sẽ đem đến cho các bạn một lớp nền bóng khỏe tự nhiên, một đôi mắt cực kỳ đơn giản nhưng thu hút ánh nhìn, cùng với một đôi môi căng mọng xinh xắn. Kiểu makeup này các bạn cực kỳ phù hợp sử dụng để đi làm, đi học, đi chơi, hoặc là thậm chí vào những ngày các bạn cảm thấy không muốn bỏ quá nhiều makeup trên mặt của mình nhưng lại muốn trông được tươi tắn, xinh xắn, dễ thương. Và đặc biệt trong video này, Trinh sẽ sử dụng hoàn toàn 100% các sản phẩm drugstore bình dân mà bất kỳ một bạn nào cũng có thể mua và sở hữu để sử dụng cho mình. Và điều đặc biệt hơn nữa đó là lần đầu tiên trên kênh channel của Petite Mèo Beauty được hân hạnh chào đón sự collab của ba bạn nữ cực kỳ xinh đẹp, dễ thương và thân thiện mà Trinh đã quen biết được trong thời gian vừa qua. Và đặc biệt là bạn ấy cũng có một tình yêu làm đẹp lớn lao như tất cả chị em của chúng ta ở đây. Nếu mà các bạn muốn biết ba bạn ấy là ai thì đừng quên xem đến cuối video này nhé. Kiểu makeup này chú trọng nhìn được tự nhiên như không makeup gì cả, nên mình sẽ chọn kem nền Boudra Healthy Mix Serum để tạo lớp nền mỏng nhẹ, bóng khỏe, trông như là da thật vậy. Để đánh kem nền này, mình sẽ dùng cọ e.l.f. Blending Brush với lông cọ rậm rạp và siêu mềm luôn. Mình chấm kem đều khắp mặt, sau đó thì sẽ dùng cọ để tán theo hình vòng tròn. Như vậy thì lớp nền sẽ được đều và mịn màng hơn. Các bạn nhớ là đừng miết cọ nha, không thì lớp nền sẽ bị loang lổ khắp nơi đó. Kem nền này độ che phủ vừa phải thôi, nhưng cũng chính vì vừa phải nên nhìn sẽ như da thật của bạn vậy. Và đồng thời đây cũng là tiêu chí của kiểu makeup này mà. Sẽ nắm tay anh ta đi bên nhau tung tăng dạo quanh phố phường, ngọt ngào môi hôn ta khét cha. Hãy nói đi anh, hãy nói đi anh rằng anh yêu em rất nhiều. Tiếp theo mình dùng kem che khuyết điểm của NYX HD Concealer và một cây cọ đầu dè của Vakuzi. Kem che khuyết điểm này thì texture hơi dày một xíu nên là sẽ che tốt được quầng thâm mắt và mụn, nhưng mà các bạn phải chịu khó tán kem một xíu nha. Mình che khuyết điểm dưới mắt và hai bên cánh mũi, nơi mà mình thường có những vết thâm đỏ và mụn đầu đen li ti. Ngoài ra mình tán một chút kem lên phần giữa trán và sống mũi nữa để tạo sáng cho gương mặt. Sau đó thì mình chỉ dùng cọ để tán đều ra thôi, tán cho đến khi nào mà lớp kem che khuyết điểm này hòa hết vào da là được. Cho kem một chút lên phần bầu mắt nữa, tại vì nó sẽ che khuyết điểm luôn phần bầu mắt của mình. Lúc sau mình đánh eyeshadow lên thì nó sẽ ăn màu tốt hơn. Tiếp theo mình dùng một ít phấn không màu RMCA để dọc phần dưới mắt, nhằm giữ cho kem che khuyết điểm không bị xê dịch và cũng tạo sáng lên một xíu phần dưới mắt này. Mình chọn một chút ở phần giữa trán và phần chữ T nữa để kim dầu. Mình dùng cọ Real Techniques Setting Brush mà mình mua trong một cái set contour gồm có 3 cây màu hồng xinh xắn này. Lớp nền đã hoàn hảo thì mình sẽ cho gương mặt thêm chút sắc màu và góc cạnh bằng palette 2 trong 1 của e.l.f. vừa có kem đánh phấn má và vừa có kem tạo khối luôn. Mình dùng cây cọ contour của Real Techniques và cọ má của Fakuzi. Các bạn có thể bỏ qua bước này vì kiểu makeup này tự nhiên thì không cần phải quá sắc sảo để lộ là mình contour cho gương mặt. Nhưng mà tại vì mặt mình compa quá xá cho nên là phải tạo khố một xíu. Màu má mình chọn là một màu cam đất cực kỳ nhẹ nhàng, bánh bèo nhưng mà là rất là đáng yêu. Giờ thì phẩy một chút bụi thần tiên để làm bừng sáng cả gương mặt của bạn nào. Mình dùng hộp phấn highlight to đùng của Wet n Wild màu Hollywood Boulevard và phẩy phấn bằng một cây cọ hình quạt Fan Brush của Real Techniques. Em highlight này được mệnh danh là Rockstar Duke của Becca Champagne Pop đó, đẹp lắm mọi người ơi.
các bạn phải hai bên xương cao gò má, một chút ở giữa trán và một chút ở sống mũi nữa nha. Phần mặt xong rồi, giờ mình qua chăm chút cho đôi mắt nào. Mình sẽ vẽ lông mày trước bằng bột Obis của Thái Lan và cây cọ của Vacoxy. Mình dùng cái đầu bàn chải spoolie này để chải lông mày vào nếp trước. Sau đó thì sẽ dùng cọ lấy màu đen đậm để tạo khung cho chân mày. Xong rồi mình sẽ dùng phần phấn màu nâu nhạt hơn để phiêu vào lông mày được đầy đặn hơn. Nguyên tắc đánh chân mày thì các bạn nhớ lúc nào cũng đậm dần về phía đuôi. Và phần đầu thì nhạt thôi, các bạn có thể lấy cái đầu spoolie này để chải ra. Qua phần eyeshadow thì mình sẽ lấy lại bảng phấn lúc nãy mà màu nâu và dùng một cây cọ blending của Vacoxy để đánh cho hốc mắt, làm màu transition giúp mắt có chiều sâu hơn. Mình tán luôn cái màu nâu này xuống phần mí dưới để đồng bộ hóa với phần trên. Tiếp theo mình sẽ dùng Maybelline Color Tattoo màu Back to the Bronze. Đây là dạng kem mắt bằng sáp. Mình sẽ dùng ngón tay để bôi khắp phần bầu mắt. Mọi người nhớ là tán đều ra nha. Sau đó thì mình mượn lại hộp phấn highlight của Wet n Wild để làm phần highlight cho phần đầu mắt và phần xương chân mày. Cuối cùng mình sẽ dùng hộp phấn Colourpop Eyeshadow màu I Heart This để tán vào giữa phần bầu mắt để tạo điểm sáng giúp cho đôi mắt to, tròn, lấp lánh hơn. Mình sẽ làm y hệt như vậy cho mắt bên kia nha. Sau đó thì mọi người có thể dùng màu đen trong cái hộp phấn Obis lúc nãy và một cái cây cọ để viền theo phần mí mắt. Hoặc là mọi người có thể dùng cái dạng bút để vẽ mí trong cũng được, chứ đừng có nên vẽ eyeliner, nhìn nó sẽ hơi bị lộ. Cuối cùng mình sẽ chải mascara cong vút, sử dụng em CoverGirl Super Size. Em này mình vừa mới dùng thôi nhưng mà thần thánh kinh khủng luôn, chải một phát là mascara cong vút. Giờ thì đánh son để hoàn thành nào. Mình sẽ dùng Kiko Smart màu 913, một tông hồng đất siêu dễ thương luôn. Mình đánh son, chậm son ra môi như thế này, bậm bậm lại. Sau đó mình sẽ dùng tay tán đều để màu son không quá đậm và nhìn được tự nhiên hơn. Mọi người có thể dừng ở đây được rồi, nhưng mà mình sẽ tô thêm một chút son bóng của Revlon nữa để đôi môi được căng mọng hơn. Voilà, đây là thành quả của mình. Mọi người thử làm và Snapchat cho mình biết với nhé. Và đây sẽ là phần đặc biệt nhất trong video ngày hôm nay. Chúng ta xin chào mừng ba cô bạn cực kỳ xinh xắn đến với kênh Petite Mèo Beauty. Đầu tiên đó là bạn Quỳnh đến từ channel Be Squeaky. Quỳnh là một cô bé rất là dễ thương, thân thiện. Quỳnh đang hiện sống tại Mỹ. Kênh channel của Quỳnh Be Squeaky cực kỳ đa dạng với tất cả các thể loại video từ makeup tutorial đến review sản phẩm và ngay cả những video DIY hướng dẫn các sản phẩm các bạn tự làm trang trí ở nhà và cả những vlog chia sẻ về đời sống riêng của Quỳnh. Cô bé thứ hai đó là Dan Trân Lê. Dan cũng hiện tại đang sống tại Mỹ. Kênh channel của Dan cũng cực kỳ phong phú đa dạng với những video review rất tận tình chi tiết, và đặc biệt Dan còn có rất là nhiều challenge vui nhộn nữa. Các bạn hãy vào xem đi, đảm bảo là các bạn sẽ có một thời gian cực kỳ vui vẻ luôn. Cuối cùng đó là cô bé Lily Anh Bùi. Lily hiện tại đang sống ở Canada. Lily là một cô bé rất thân thiện và cực kỳ cá tính với những kiểu makeup cực kỳ phong cách luôn. Và đặc biệt trên kênh của Lily các bạn sẽ thấy những video xen lẫn cả tiếng Việt và tiếng Anh. Nên là bạn nào đang mong muốn học thêm tiếng Anh thì hãy vào check video của Lily nhé. Video collab lần này thì bốn chị em chúng tớ mỗi người sẽ tạo ra một kiểu makeup look khác nhau và sử dụng những cái dòng sản phẩm khác nhau. Như của mình thì sẽ sử dụng các sản phẩm của Drugstore, của Bi thì sẽ sử dụng các sản phẩm của Hàn Quốc, của Diane sẽ sử dụng các sản phẩm của High End, và cuối cùng là Lily sẽ kết hợp tất cả các dòng sản phẩm để tạo ra một kiểu baby doll makeup cực kỳ là dễ thương luôn. Mình sẽ link bên dưới video của ba chị em còn lại. Mọi người đừng quên vào xem và nhớ là phải subscribe cho kênh của các bạn ấy nhá. Video của mình đến đây là hết rồi. Mình rất là cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình đến tận đây. Mình chúc mọi người một ngày thật vui, nhiều ý nghĩa, và mình hẹn gặp mọi người trong video lần sau. Bye bye.